Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DigiView. Hôm qua ngày 19 tháng 6 thì ứng dụng FaceApp một lần nữa lại nổi như cồn trên mạng xã hội Facebook và Instagram. Người Việt đua nhau dùng FaceApp với khả năng cho phép hiển thị hình ảnh bản thân khi chuyển giới. Tuy nhiên vui vẻ là vậy, nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau những thú vui ấy là mối nguy hiểm khôn lường. Vậy cụ thể nó như thế nào thì hãy cùng Chi theo dõi ngay trong video dưới đây nhé! Trên kho ứng dụng Google Play, FaceApp vượt mặt cả Instagram, Facebook và WhatsApp, đứng top 3 ứng dụng phổ biến nhất với hơn 150 triệu lượt tải xuống và con số này đang tăng lên một cách chóng mặt. Đây cũng không phải là ứng dụng xa lạ gì với người dùng, nó được phát hành vào tháng 1 năm 2017. Ứng dụng FaceApp từng gây sốt trên thế giới khi cho phép người dùng thấy trước được hình ảnh của mình khi già đi. Ở lần trở lại này, FaceApp tập trung nâng cấp tính năng chuyển đổi giới tính trên hình ảnh của người dùng. Ngoài chỉnh sửa khuôn mặt, FaceApp còn có thể ghép tóc, râu vào ảnh gốc một cách chi tiết nhất bằng công nghệ AI. Chỉ sau một ngày ra mắt tính năng mới, hình ảnh kết quả chỉnh sửa từ FaceApp được người dùng Việt Nam chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau những thú vị ấy là mối nguy hiểm mà ít người biết đến. Chuyên gia bảo mật David Sibley cho rằng sản phẩm được quảng cáo là miễn phí, thế nhưng chi phí ở đây chính là người dùng. Chỉ cần thu thập hình ảnh khuôn mặt, người dùng cũng có thể đối mặt với hàng loạt nguy cơ. Sibley cũng nhấn mạnh rằng, chẳng hạn hình ảnh đó dùng để nhận diện, xác định danh tính của bạn hoặc bán cho những nơi cần chúng. Nhiều hoạt động nguy hiểm mà hacker có thể làm bằng cách lợi dụng thông tin hình ảnh của bạn, đó chính là chúng có thể bán lịch sử tìm kiếm của bạn, vị trí của bạn cho các công ty, và nhìn chung những vấn đề này có thể mang lại rất nhiều rắc rối tiềm ẩn cho bạn trong tương lai. Tóm lại qua video này, mình muốn khuyên các bạn rằng cần cân nhắc thật kỹ trước khi tải ứng dụng FaceApp hoặc rất nhiều trò chơi khác yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân để tránh tình trạng bị lộ lọt thông tin nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube DigiView để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.